Vậy là Sammy đã chính thức trở thành hàng xóm của nhà tôi. Có bạn thân ở sát bên nó rất là vui, nhưng mà vui hơn nữa là nó nấu đồ ăn rất ngon, không có lo sợ bị cái bụng đói rồi đó. Sáng nay hai đứa mình có hẹn với nhau đi chợ hoa Hồ Thị Kỷ. Cái bó bông tuyết mai này người ta đòi 160 cành. Cái tôi quay sang nói Sammy trả giá đi, cái nó trả 150. Sammy vừa dứt cái giá cái là thấy hai cái bó bông nó nằm im trên cái xe tôi rồi. Ủa vậy là mắc hay là rẻ ta? Năm nay tôi quyết định là thử trưng một cành đào xem sao. Cành mà tôi chọn thì rổ rá là 400k. Mặc dù là sống ở trong Sài Gòn nhưng mà tôi cực kỳ mê vẻ đẹp của hoa đào nha. Bây giờ thì lựa thêm hai cái bình để về trưng nè. Ở Sài Gòn 16 năm nhưng mà đây mới chỉ là lần thứ hai tôi đi chợ hoa Hồ Thị Kỷ thôi à. Trước đây thì Sammy ở quận 8, còn tôi là ở quận 9. Nghe hai cái số nó liền nhau vậy thôi mà cách nhau có 20 km à. Còn bây giờ tụi tôi chính thức trở thành cư dân quận 7, cách nhau chỉ có 20 bước chân thôi. Ê là mấy bà đã kịp làm nail làm tóc chưa? Không biết là đến hôm nay có kịp đặt lịch không ta? Kiểu tóc này là tôi cũng đã để 1 năm rồi chưa đổi. Tại vì khoảng thời gian trước là tóc tôi rụng nhiều lắm, mà trộm vía hơn 1 tháng nay là nó cũng đã đỡ hơn nhiều rồi. Chứ như đợt trước mỗi lần mà chải tóc xong nhìn xuống sàn nhà sót ơi là sót. Cũng nhờ tôi xin uống em Blossom Me Hair để được hơn 1 tháng rồi nè. Nè nha, trong em này thì sẽ chứa chiết xuất hà thủ ô đỏ, mè đen, vitamin B5 và nhiều thành phần khác tốt cho tóc, sẽ làm giảm tình trạng gãy rụng tóc và chỉ cần hơn 1 tháng là mấy bà cũng thấy kết quả rồi đó. Mà hơn nữa là còn chứa 1000mg collagen thủy phân sẽ giúp căng mượt làn da nữa. Mỗi ngày tôi uống một lọ 30 phút trước khi đi ngủ, sáng dậy là làn da căng mướt liền à. Bà nào mà tóc dễ bị bạc thì cũng dùng thử em này nha. Còn em Blossom Me Hồng này là dành cho những bà nào muốn đẹp dáng, đẹp da, ngủ ngon mà còn tốt cho dạ dày nữa. Trên 25 tuổi thì da lão hóa rất là nhanh cho nên là việc bổ sung collagen là rất cần thiết. Em này là của nhà Rotomental Latum thì quá là uy tín rồi, mà mấy bà có thể sẹt ngang qua bất kỳ store Guardian nào thì cũng sẽ dễ dàng tìm thấy nha. Phải nói sáng nay quyết định mua cành đào này là quá đúng đắn, đặc biệt là rất là phù hợp với những người mà kỵ cái bộ môn khéo tay hay làm giống như tôi. Tại vì cành đào nó đã đẹp bẩm sinh rồi, mấy bà mua về chỉ cần cắt cọng dây ra là cắm thôi, không cần phải canh canh chỉnh chỉnh dưới chân. Mà tôi thấy là một cành hoa đào trưng cũng được rất là lâu á, nhưng mà tự nhiên thấy thiếu mấy cái đồ mà treo lên lủng lẳng, không biết gọi cái đó là cái gì ta. Rồi là cũng phải tới cái đoạn khéo tay hay làm rồi nè. Tôi rất là thích vẻ đẹp của bông tuyết mai luôn á, bởi vì nhìn sơ qua thì tưởng nó rất là mong manh, nhưng mà khi nhìn kỹ lại thì lại thấy rất là có khí chất. Và trưng một bình như thế này ở trong nhà thì cảm giác không gian nhà nó lại vừa rất là thanh lịch nữa. Vậy nha, hẹn mấy bà ở vlog sau. Bye. Làm món cá hồi ngâm tương theo công thức của Sammy, cho Sammy thử. Chuyện là dạo này các bạn bảo mình sơ hở là nấu ăn nhưng mà không biết có ngon không. Để tăng uy tín cho kênh thì mình sẽ sang tận nơi để nấu cho Sammy ăn thử món cá hồi ngâm tương. Thảo hứng quá. Món này rất đơn giản, nguyên liệu thì chỉ cần cá hồi thôi. Còn các nguyên liệu như là nước tương, một trái lê, hành tây, hành baron, tỏi, tiêu xanh thì cũng cần luôn. Sau khi pha nước tương theo công thức như trên thì mấy bà cứ bỏ hết mấy ní này vô đây. Sao thế này nhỉ? Dám sao? À không. Ôi. Rồi sau đó là sẽ nấu trên bếp nhỏ lửa trong vòng 30 phút. Trong lúc đợi thì mình sẽ luộc trứng cúc lòng đào trong vòng 1 phút 15 giây. Tao nấu cho mày ăn, chút hồi mày phải cào to lại. Thôi cà phê nha. Nhưng mà tao thích đi coi phim. Sammy mặc dù ấm ức lắm nhưng mà cũng phải mở ví VNPay lên để đặt vé xem phim. Ở đây có nhiều chương trình ưu đãi lên tới 100 cành á. Còn nếu mà vé xem phim thì được 50 cành này. Để tình bạn lâu bền á thì mình cho Sammy chọn phim đi ha. Coi người nhện. Nhưng mà tao thích Transformer. Transformer cũng hay mà. Ừ đúng rồi, cũng hay ha. Đi coi, hai vé. Mình chỉ nói là mình thích Transformer thôi chứ không bắt chọn gì nha. Còn khúc này thì mấy bà chọn phim, chọn ghế xong rồi bấm tiếp tục. Rồi là khúc này lia cái con mắt xuống dưới là thấy cái voucher nè. Cái gì cũng phải nhanh tay lẹ mắt giùm tôi nha. À quên, mà mấy bà có thể thao tác y chang như vậy ở trên ngân hàng của mấy bà cũng được nha. Vietcom, Viettin, Agri hoặc là BIDV đều được. Tụi tôi thì đặt cái suất coi buổi tối, từ giờ đến đó là kịp cái món cá hồi ngâm tương. Còn nước tương mấy bà để nguội ngắt giống như là tình cảm mấy bà dành cho người yêu cũ, sau đó mới ngâm trong vòng 5 tiếng nha. Nhưng mà lâu quá, 2 tiếng sau tụi tôi lấy ra thử luôn. Ok, ăn thôi. Hồi hộp quá. Được tầm 75% của xe mì á. Thôi kệ, cũng tốt nghiệp rồi. Hồi nãy trước khi quay á, tôi nói với nó là mày khen tao được 90% nha, mà nó giảm giá còn có 75 à. Lúc mà đi xem phim thì mình cũng có hỏi Sammy là thích ăn bắp loại gì. Thì Sammy rất là thích ăn bắp caramel. À, công nhận là bắp phô mai hôm nay ngon ghê. Mình thấy Sammy nó phải chơi với mình, hình như đó là cái nợ của nó hay sao đó. À, để review phim Transformer trong 3 chữ thì đó là phim rất hay. Mọi người có thể lên ví VNPay hoặc là ứng dụng ngân hàng để mà đặt vé xem phim nhé. Trên đó cũng có nhiều tiện ích như là vé xe khách, vé tàu, taxi, khách sạn, ưu đãi lên tới 100 cành á. Bây giờ thì mình về thôi. Bye. Nếu như mà bây giờ mày ra ngoài đảo hoang mà cho mày được quyền mang theo một người thì mày mang theo ai? Tao mang mày. Ê, mấy bà thử hỏi bạn thân mấy bà câu này đi. Thí dụ mà nó trả lời là không mang theo mấy bà thì nghe nó cũng hơi tự ái nha. Nhưng mà nếu nó mang theo mấy bà thì nó cũng sai sai ở đâu á. Trưa hôm nay là tôi qua nhà Sammy để ăn ké ấy, bảy qua là để trang trí cây thông Noel nè. Năm nào tôi cũng thích nhất cái cảm giác được trang trí một cây thông Noel to to một chút xíu đặt ở phòng khách nè. Nhưng mà năm nay phòng khách nhà tôi thành cái nhà kho rồi. Nhưng mà cũng may là Sammy nói vậy thôi, qua nhà nó trang trí đi. Qua liền. Nhưng mà qua tới nơi tôi mới phát hiện ra nhà Sammy có tới tận 2 cây thông đã trang trí xong rồi. Vì vậy cây này nó mua là để cho tôi quậy thôi à. Tôi biết là đến khúc này mấy bà sẽ xin vía có một người bạn thân giống như Sammy. Ê, nhưng mà đây là cái khúc thắc mắc không biết hỏi thiệt đó nha. Người ta xin vía xong rồi mình nhả vía, vậy là mình có mất cái gì? Tại vì nếu mình không có mất đi thì làm sao người kia nhận được. Nhưng mà tôi vẫn nhả đó. Hôm nay thì Sammy nấu món bún nước theo công thức của tôi. Hẹn mấy bà một bữa tôi sẽ chỉ cho mấy bà cách nấu nha. Đơn giản lắm. Nhưng mà anh sẽ không biết ngán luôn á. Quà cho mày nè. Ê, khoan. Cái này của tao mua. Mày chỉ được một cục thôi hả?
Đây là tấm chân tình của Trang Sugar, nó bé nhiều đây thôi. Thôi thì bánh ít đi thì cũng bánh quy lại. Tới nhà bạn mà đi tay không nó cũng hơi kỳ ha. Mà mùa này công nhận ăn sầu riêng nó nhất cái nách. Tao hỏi mày nha, nếu như mà bây giờ mày ra ngoài đảo hoang mà cho mày được quyền mang theo một người thì mày mang theo ai? Tao mang mày. Mày ra đảo hoang thì chắc chắn nó sẽ rất là cực. Không có bạn bè gì hết, có phúc cùng hưởng. Còn mày nếu như mà mày ra đảo hoang mà phải đem theo một người thì chọn mày sẽ đem theo ai? Bu bánh bao. Ý là nó là cái con người á. Người ta nói là mang theo một người nhưng người ta đâu nói là mang theo, đâu có giới hạn mang theo bao nhiêu con vật. Ê là không biết mấy bà có thấy mắc cười hay không, nhưng mà thật sự lúc này tôi coi lại tôi thấy cái trò đùa của tụi tôi nó rất là vô tri luôn. Vậy mà lúc đó tụi tôi cười mà tưởng đâu nhập viện tới nơi. Sau đó thì tụi tôi trang trí cái thông Noel mà Sammy đã chuẩn bị cho tôi nè. Thì tôi cũng có đọc được một số ít những ý kiến cho là tại vì tôi với Sammy quá thân với nhau nên đây có thể là một trong những lý do mà khiến tôi với người yêu cũ của tôi chia tay. Nhưng mà cái điều này không thể xảy ra được nha mấy bà, tại vì nếu ai theo dõi Sammy từ rất là lâu sẽ biết tại sao lại như vậy. Nè nhìn thì có vẻ là chụp hình rất là có tâm luôn ha, nhưng mà hình ra thì nhất cư luôn. Vậy là cuối cùng thì tôi cũng có được cây thông Noel của tôi, nhưng mà gửi ở nhà Sammy. Bye. Nhiều khi mình cũng tự hào tới mùng 1 xong rồi sau đó là một nụ cười luôn he, cay nắng chói chang. Kết quả là tôi nằm sụi lơ. Cái giấc mà ốm như vậy nè, mình sẽ hiểu được rõ cái giá trị của người đang ở bên cạnh mình. Mấy bà có đồng ý như vậy không? Lúc này là Sammy lo lấy viên sủi cho tôi uống trước. Đây là cái túi sách mà sinh nhật năm ngoái tôi tặng, đến bây giờ Sammy vẫn luôn đeo. Cái túi nhỏ nhỏ vậy thôi mà không hiểu sao trong đó cái hầm bà lằng gì nó cũng có. Mày là cung nữ. Ý là theo tôi á, trong cuộc đời nhiều luôn á, là khoảng 20/7 tỷ. Nhiều ghê mà nhiều số 0 á, 0.000 mấy phần trăm, đến nỗi mà màn hình máy tính bấm xong nó không hiển thị hết được con số luôn mà. Nói chung á là hiếm có khó tìm. Bởi vậy bà nào có bạn thân thì tác nhau vô đây. Bạn bè mà có mất lòng là chuyện hết sức bình thường. Đừng có vì những cái chuyện nhỏ nhặt mà nghỉ chơi với nhau. Bởi vì nghỉ chơi với nó không ai chơi với mình. Có cái gì á thì cứ bục nó là được rồi. Sao mày chọn đi đâu? Học sinh. Trang Sugar chọn đi rọt mẹ. 1, 2, 3. Rất là su là bởi vì đi có 3 ngày. Vời hơn. Vậy ha. Bye.